Cơ hội phản công. Thôi, rất kỹ thuật. Tuyệt vời. Một nỗ lực xử lý cá nhân rất đáng khen ngợi của cầu thủ áo số 14 Nguyễn Văn Hiếu. Sau rất nhiều những khó khăn mà chúng ta phải đối mặt ở đầu hiệp 2, khi mà cầu thủ Panama đã dồn lên tạo sức ép. Đây là một bàn thắng giải tỏa sức ép về mặt tâm lý, và điều quan trọng nó lại giúp cho đội tuyển Futsal Việt Nam của chúng ta dẫn bàn. Chúng ta hãy cùng xem lại pha xử lý rất tự tin vượt qua cả thủ môn đối phương và dứt điểm thành công ở góc hẹp của Nguyễn Văn Hiếu. Văn Hiếu là một trong hai cầu thủ trẻ nhất của đội tuyển Futsal Việt Nam. Anh sinh năm 1998. Và Văn Hiếu đã có một nỗ lực tuyệt vời